Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video ghi lại cuộc đột kích của các chiến sĩ Ukraine vào một chiến hào của quân Nga. Video không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đột kích. Tiếp đến là video ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine sử dụng khẩu pháo tự hành Bogdana do chính Ukraine sản xuất để tấn công vào các vị trí của quân Nga. Video ghi lại cảnh tròn của lực lượng biên phòng Ukraine phá hủy các khí tài quân sự cùng nơi ẩn nấp của các binh sĩ Nga. Video cho thấy một xe buggy của Nga bị UAV cảm tử của Ukraine mang mình chống tăng tiêu diệt. Đòn tấn công đã tạo nên một vụ nổ lớn, làm chấn động cả khu rừng. Một hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga đang hoạt động ở thành phố Dokuchevsk, tỉnh Donetsk, thì không may bị drone trinh sát của Ukraine phát hiện. Các binh sĩ Ukraine ngay sau đó đã gửi một drone cảm tử đến, phá hủy hệ thống phòng không này. Video được đăng trên mạng xã hội X cho thấy một người phụ nữ Ukraine đang cố chạy thoát khỏi quân xâm lược Nga ở thị trấn Omsky bằng cách băng qua tàn tích của cây cầu Antonovsky ở vùng Kherson. Cô vẫy hộ chiếu Ukraine của mình với chiếc drone và được dẫn đến nơi an toàn. Video cho thấy trinh sát đường không Nga phá hủy xe MRAP Mark Pro của Ukraine ở Chapsovya.
Video ghi lại tàn tích của một khu phức hợp của Nga sau khi cuộc tấn công từ hỏa tiễn HIMARS của Ukraine. Vụ tấn công đã khiến một hệ thống phòng không Panzer S-1 của Nga bị phá hủy. Cùng với đó là hai sĩ quan Nga thiệt mạng và một sĩ quan bị thương nặng. Một cuộc sơ tán các binh sĩ bị thương của quân đội Nga không may bị drone FPV của lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện và tiêu diệt. Cả các binh sĩ đi sơ tán và binh sĩ bị thương đều bị tiêu diệt. Video ghi lại cảnh một binh sĩ Nga trông có vẻ say rượu. Anh này cố gắng dùng cát để dập tắt đám cháy tại nơi trú ẩn của anh, gây ra một cuộc tấn công của UAV. Không lâu sau thì một drone khác của Ukraine được điều đến, tấn công tiếp tục vào nơi này, khiến người lính say rượu thiệt mạng. Video ghi lại cảnh drone FPV của Ukraine tấn công một nhóm các binh sĩ Nga ở khu nhà ở Donetsk. Các lính Nga tháo chạy sang một căn nhà gần đó sau khi căn nhà cũ của họ bị drone đánh sập. Một chiếc drone khác đang bay đến, phá tan nơi ẩn nấp mới của các binh sĩ Nga. Tiếp đến là video ghi lại cuộc tấn công của drone FPV bên phía Ukraine, phá hủy một xe tải cùng xe thiết giáp BMP-4 của Nga. Tiếp đến là hình ảnh về buổi huấn luyện hỏa lực và chiến thuật của các chiến sĩ Ukraine thuộc đại đội 2 của tiểu đoàn chống tăng, thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 trong một khu rừng. Các chiến sĩ viết trong bài đăng rằng, để mài dũa kỹ năng của mình, chúng tôi luyện tập giữa các trận chiến. Hãy bắn sao cho mọi phát bắn trên chiến trường đều phát huy tác dụng và trúng đích. Luôn sẵn sàng cung cấp trợ giúp y tế, ngay cả khi bị tấn công. Kết thúc bản tin, chúng ta hãy xem lại hình ảnh của một số binh sĩ Ukraine trước và sau khi bị Nga bắt làm tù binh.